những tiền đồn trong cuộc chiến phòng chống Covid-19. Những ngày hè tháng 8, thời điểm thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi có dịp theo chân các anh chị ở trạm y tế phường để có thể hiểu rõ hơn về công việc hàng ngày của nhân viên y tế nơi đây. Trạm y tế phường có thể ví von là tiền đồn trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, là nơi gần với người dân nhất. Từ việc tầm soát, phát hiện ca nhiễm Covid-19, vận chuyển F0 đi điều trị, đến việc điều tra truy vết các trường hợp F1, lập danh sách để đưa đi cách ly tập trung. Từ việc khoanh vùng số hộ trong khu vực cần phong tỏa để giám sát y tế, cho tới việc hỗ trợ y tế cho bệnh nhân, rồi thống kê, báo cáo. Tất cả những công việc ấy cứ nối đuôi nhau, cuốn những con người ấy phải chạy đua với thời gian. Từ sáng sớm, không khó để bắt gặp hình ảnh những anh chị mặc đồ bảo hộ đi khắp các tuyến phố, con hẻm để gõ cửa từng nhà, từng người trong khu vực phong tỏa ra lấy mẫu xét nghiệm. Cái nắng hè tháng 8, cùng với việc phải mặc đồ bảo hộ trong thời gian dài, càng khiến sức lực tiêu hao nhiều hơn. Các chị cho biết khối lượng công việc rất nhiều, nên ngày nào cũng tới 2 giờ chiều, các chị mới về trạm để dùng cơm trưa. Nghỉ ngơi một lúc, cả đội lại vội vã chuẩn bị dụng cụ để tiếp tục công việc của mình đến khuya, thậm chí là tới tận 2-3 giờ sáng. Giữa cái nắng nóng của thành phố vào những buổi trưa, vậy mà cả đội di chuyển bằng xe máy từ nơi này tới nơi khác với những bộ đồ bảo hộ mặc trên người, đi sâu vào các con hẻm. Vất vả, cực nhọc là thế, nhưng không anh chị nào có thời gian để nghỉ ngơi hoặc thậm chí là uống một chút nước vì sợ phải lãng phí đồ bảo hộ. Trong suốt quá trình chúng tôi đi theo đội lấy mẫu, đội vẫn thường xuyên nhận các cuộc gọi tới đường dây nóng của trạm. Có cuộc gọi thì người dân mất bình tĩnh, có cuộc gọi thì người dân lại hoang mang, lo lắng, sợ hãi về tình hình sức khỏe của bản thân hoặc người thân của họ. Có cuộc gọi lại là nhờ sự hỗ trợ về vấn đề sức khỏe khác. Tuy vậy, các anh chị vẫn từ tốn, ân cần giải đáp thắc mắc cho người dân để họ an tâm, tin tưởng có thể hợp tác phối hợp với lực lượng y tế một cách tốt nhất. Về khuya, khi cả con phố đã chìm vào giấc ngủ, nhưng công việc của đội vẫn còn khá nhiều, vẫn còn một số hộ dân chưa lấy mẫu. Vậy là các anh chị trong đội phải tới từng nhà để gọi người dân xuống lấy mẫu theo danh sách của ngày hôm nay. Chúng tôi thật xúc động khi nghĩ rằng giờ này đáng lẽ các anh chị phải được nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe sau một ngày làm việc. Công việc lấy mẫu lưu động của ngày hôm nay cũng đã hoàn tất. Cả đội về trạm nghỉ ngơi để phục hồi sức cho một ngày mai bận rộn. Lúc này cũng đã 23 giờ đêm. Công việc của trạm y tế như một cái túi không đáy. Đó là cách nói vui để chỉ công việc của cán bộ tuyến đầu chống dịch. Trạm y tế là một mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, là nơi gần dân nhất. Những cán bộ ở trạm y tế chính là những người nắm rõ địa bàn của mình nhất. Công việc của các anh chị tại trạm y tế không phải ai cũng hiểu. Nhưng với họ, nghề chính là nghiệp. Nếu đã chọn thì phải gánh theo cái nghiệp của nghề mang lại. Trong đó cũng lắm niềm vui, hạnh phúc khi cố gắng của mình được đền đáp xứng đáng. Niềm vui của họ đơn giản là biết rằng mình đang đóng góp phần nào đó công sức vào trận chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trận chiến mà không hề có tiếng súng, cũng không hề nhìn thấy kẻ địch này.